Xin chào quý bà con, mình là Ly. Hiện tại Ly đang có mặt tại trung tâm cây giống, địa chỉ được đặt ở ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hạnh Trung, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Ngày hôm nay Ly xin phép được chia sẻ cho quý bà con chúng ta về cây sầu riêng Musakin. Hiện tại thì bên trung tâm cây giống cũng đang lên hàng, thì Ly cũng muốn cập nhật và chia sẻ cho cô chú anh chị nào thích trồng sầu riêng Musakin thì chúng ta cũng có thể tham khảo nha. Sầu riêng Musakin thì xuất xứ từ Malaysia. Chúng ta trồng chăm sóc tốt á thì thời gian 4 năm thì bắt đầu làm trái bói được nha bà con. Sầu riêng Musakin thì ăn rất là ngon. Cái ruột nó sẽ màu vàng ống, cái hạt nó rất là lép nha, ăn rất là mịn ha bà con. Chúng ta không có cần nhúng thuốc, cắt già để sẽ tự chín nha. Ly cũng thường xuyên cập nhật cho quý bà con chúng ta cũng rất là nhiều. Sầu riêng Musakin là vua trong các loại sầu riêng, ăn ngon nhất hiện tại luôn nha. Nếu như cô chú anh chị nào chúng ta thích đi đâu thì chúng ta cũng có thể là trồng về giống sầu riêng Musakin hoặc là sầu riêng lách thân nha. Cô chú anh chị nào chúng ta muốn ăn chắc mặt bền thì chúng ta trồng sầu riêng ghi sáo hoặc là sầu riêng mòn thon thái nha bà con, sầu riêng Dona. Thì hai thể loại trên thì đang được xuất khẩu. Cô chú anh chị là chúng ta muốn trồng cây lâu năm, cây trồng kinh tế cao và giàu bền vững thì chúng ta trồng sầu riêng mon thon thái và sầu riêng ghi sáo ha. Đây là cái cây giống mà bên trung tâm cây giống soạn ra cho chủ đầu tư hết rồi nè. Cây đặc biệt là tàn dù nha bà con, tàn tứ chi ha, tàn dù tàn thông, sau này trái nó mới nhiều. Sầu riêng thì cho trái ngoài nhánh nên chúng ta chọn cái tàn tứ chi tàn thông thì sau này trái nó sẽ càng nhiều trên cái cây của chúng ta ha. Đó. Còn đây là cái lá sầu riêng Musakin. Lá sầu riêng Musakin thì cái bản lá nó dài nhưng mà hai cái ghìa lá nó có xu hướng là nó sẽ úp ngược xuống nha bà con. Đó, quý bà con chúng ta nhìn thấy không? Hai cái ghìa lá nè, nó úp ngược ngược xuống. Hàng mà bên trung tâm cây giống xả nắng rồi nên quý bà con chúng ta nhìn nó lên màu hơi vàng một tí xíu. Còn cây giống mà nó nằm trong nhà lưới thì cái lá nó rất là xanh nha bà con. Đó. Số lượng thì bên trung tâm cây giống xuất về trồng nay cho chủ đầu tư trồng số lượng là 150 cây sầu riêng Musakin và thêm 50 cây sầu riêng mon thon thái còn gọi là sầu riêng Dona và 20 cây sầu riêng mà lách thon hết bà con. Anh cũng muốn đi đầu về ngành cây giống sầu riêng. Đây là hàng sầu riêng mà bên trung tâm cây giống xả nắng để đi giao hàng cho chủ đầu tư đây. Cây rất là đẹp nha bà con. Còn cái gốc ở dưới thì bên Ly sẽ làm là gốc từ 2 phân đổ lên. Có gốc lên từ 3 phân 4 phân nè. Đó, quý bà con chúng ta thấy rõ không? Cái gốc thì nó sẽ quyết định cho cái cây của chúng ta nó phát triển hay không. Gốc từ 2 phân đổ lên thì chúng ta đặt xuống thì cây nó sẽ hết luôn ha bà con, phát triển rất là nhanh nha. Còn chúng ta trồng cái gốc mà nó bé quá tốn công chăm sóc cây nha bà con. Đây nè, quý bà con chúng ta nhìn thấy cái cây nó rất là đẹp nè. Một tàn nè, hai tàn nè, ba tàn, bốn tàn, năm tàn là cái cơ một thôi mà nó xây ra được năm tàn. Rồi lên tới cái cơ thứ hai nè, đó, một tàn, hai tàn, ba tàn, đó, nó sẽ nhân lên từ từ nên nhìn cái cây của chúng ta nó tròn, nó rất là đẹp. Còn giống sầu riêng Musakin thì bên trung tâm cây giống nhân giống sản xuất ra số lượng rất là nhiều nha bà con. Gốc thì từ 2 phân đổ lên tới 4 5 phân. Giống như là từ 2 phân đổ lên to bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu nha. Hàng mà đi thì bên trung tâm cây giống sẽ bấm thêm một cái tem. Cái tem của trung tâm cây giống là gồm có cái mã QR, có cái mã quạch chúng ta quét được ha. Rồi có số điện thoại và tên giống nè. Nhóm này là cho chủ đầu tư khác, số lượng là 30 cây, Ly cũng có ghép đơn đi chung. Tiếng Đồng Nai thì ngày hôm nay thì bên trung tâm cây giống đi tiếng Đồng Nai nha. Rồi có dừa đỏ Mã Lai đó nè, rồi vú sữa Mika. Đây, soạn hàng ra sẵn hết rồi, hàng hóa là xong hết rồi. Một lô sầu riêng ghi sáo đó nè. Đó, cái lá sầu riêng ghi sáo thì nó hơi tròn và cái đuôi này nè nó hơi nhọn hơn một tí xíu. Nhưng mà hàng thì lựa ra rồi thì rất là đẹp. Cô chú anh chị mà mua số lượng từ 100 cây đổ lên thì bên trung tâm cây giống hỗ trợ phí vận chuyển giao tại nhà cho quý bà con chúng ta luôn nha. Là đường xe nha. Còn cô chú anh chị nào mà mua số lượng ít thì bên Ly sẽ giao bằng đường bưu điện cũng giao tận nhà cho quý bà con chúng ta ha. Còn đây là lô dừa sim xanh lùng. Dừa sim xanh lùng số lượng là 80 cây. Đây là 30 cây dừa đỏ Mã Lai. Rồi có vú sữa Mika. Ly sẽ đi quay những cái lô sầu riêng cho quý bà con chúng ta cùng tham khảo nè. Sầu riêng này là cũng là sầu riêng Musakin nhưng mà chỉ có là hai cây đọt nhưng mà chưa già nè. Đó, phải dưỡng lại. Chừng nào cái đọt này nó già thì bên Ly sẽ soạn giao cho khách về trồng liền, nó không có hao hết bà con. Tại vì cái lá nó già rồi, nó dày, nó chống chọi được với nắng. Cô chú anh chị nào mà trồng cái đọt nó hơi non giống như vậy nè, chúng ta trồng ra thì cái lá này nó sẽ bị quéo nha bà con. Tại vì cái lá này nó rất là non. Đó, cái khâu chọn giống nó cũng rất là quan trọng ha. Khi mà cái lá này nó bị quéo rồi thì quý bà con chúng ta không biết tưởng là cây bị bệnh á. Cây rất là khỏe mạnh ha, tuột đứng nè, tàn thì tàn quay tứ diện nè, một nhánh nè, hai nhánh, ba nhánh, bốn nhánh, năm nhánh nè ha bà con, gõ luôn ha. Tại vì cái lá nó chưa có to, nó chưa có
nó chưa có phè ra hết á. Đây, những cái tàn này nè là lá nó già, nó xè ra. Cây rất là đẹp, tuyển chọn từng cây hết nha bà con. Cây nào nó cũng tàn thông, tàn dù. Thì bên trung tâm cây giống ngoài cung cấp cây giống ra thì luôn hỗ trợ kỹ thuật tại vườn cho quý bà con chúng ta luôn nha. Cách lên mô làm liếp nè, cách ra xử lý đất và cách trồng cây trực tiếp tại vườn, và có đi luôn cái hệ thống tưới cho quý bà con chúng ta luôn. Nếu như cô chú anh chị nào chúng ta có cái nhu cầu thì cứ việc gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình để bên trung tâm cây giống được đồng hành và phục vụ cho quý bà con chúng ta một cách nhanh hơn và sớm hơn ha. Còn bây giờ Ly sẽ quay gốc lại cho quý bà con chúng ta xem một lần nữa nha. Gốc rất là mượt, cây rất là thẳng này ha. Không có nứt thân, không có sần xì xấu xí ở trên cái cây hả bà con. Đó, chọn giống rất là kỹ nên quý bà con chúng ta cứ an tâm về chất lượng bên trung tâm cây giống làm việc nha. Lên xong một chủ rồi hả bà con. Bây giờ tới lên vú sữa Mika. Cũng ghép đơn đi chung. Hai ba chủ. Rồi có lên ổi nữa nè. Tại vì sắp đơn đi chung, đi một tiếng xa xa thì cũng kèm theo là 4 đơn hoặc là 5 đơn hết là con. Tùy theo chủ đầu tư thích trồng những loại cây giống gì. Sầu riêng thì Ly chia sẻ về giống sầu riêng Moskin nè. Lô này thật sự rất là đẹp. Lô này xả nắng hết rồi. Còn có đi quýt đường nữa nè. Quýt đường là cây đang sẵn trái. Những cái video trước thì Ly chia sẻ lên cũng có nhiều anh chị thích trồng quýt đường mà cây đang sẵn trái rút ngắn thời gian á. Hôm nay cũng có lên được 3 cây ha bà con. Rồi một lần nữa cảm ơn quý bà con rất là nhiều. Ngày hôm nay Ly chia sẻ về lô sầu riêng Moskin, giao hàng tận nhà cho chủ đầu tư luôn. Cô chú anh chị có thắc mắc hoặc là vấn đề gì không hiểu thì cứ việc gọi vào hai số điện thoại hiện trên màn hình để bên trung tâm cây giống trả lời và tư vấn cho quý bà con chúng ta một cách nhanh hơn và sớm hơn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.